ดีครับกลับเข้าสู่ช่วงอร่อยนอกบ้านในรายการครัวคุณมีนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทานอาหารเมืองเฮ้นะครับซึ่งเป็นอาหารเรียกว่าเป็นอาหารชาววังของคนเวียดนามเลยก็ว่าได้สำหรับอาหารเมืองเฮ้นะครับที่โฮจิมินห์มีให้ทานมากมายแต่ร้านนะครับก็จัดสรรเมนูตกแต่งร้านให้สวยงามสำหรับร้านนี้เช่นกันนะครับมีเมนูอาหารเรียกว่าคัดเลือกมาเพียงแค่20เมนูให้ลูกค้าหรือว่าชาวต่างชาติได้ทานกันนะครับซึ่งเป็น20เมนูหลักที่น่าสนใจแล้วก็อร่อยมากๆด้วยร้านนี้ครับมีส่วนตามผมเข้ามาครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับคุณจึงงบหันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้นะครับเจ้าของร้านมีส่วนเดี๋ยวเราพูดคุยกับเธอนะครับสวัสดีครับซินเจาจอตัวนี้แหละแต่ใกล้หลุดสุดหัวฟ้าเจียนของร้านมีส่วนก็เหมือนมีให้เราถูกเบาเบาเราหรือยังไงนะร้านมีส่วนที่ถ่านหลับวันนั้น1903ý tưởng thành lập cái quán này thì cũng rất là tình cờ, bởi vì đây là một cái quán ăn mà do các thành viên trong gia đình lập nên, bởi vì chúng tôi có cái sở thích là thích ăn những cái món ăn Việt Nam, mà đặc biệt là món ăn truyền thống của Huế. Thì cũng như những người mà thích ăn món Huế, sưu tầm món ăn Huế, thì khi mà gia đình mà có dịp rảnh rỗi đi ăn hàng quán mà món ăn Huế thì nhận thấy rằng ở Sài Gòn này nói riêng và nói chung là cả nước Việt Nam thì là có những món ăn Huế rất là ngon, nhưng mà nếu như món ăn ngon thì lại cái vị trí nó hơi xa trung tâm, hoặc là cái cách bày trí, cái cách trang trí nó chưa có thật sự là làm cho mình thấy cái món ăn nó ngon miệng. Có thể là khi ăn vào miệng thì mình sẽ thấy là rất là ngon, nhưng mà khi mà mình nhìn á thì nó cũng chưa được bắt mắt lắm. Cho nên vì vậy mà gia đình chúng tôi là quyết định là thành lập một cái quán ăn Huế truyền thống, nhưng mà phải thật là sang trọng và thanh nhã, để khi mà thực khách đến đây thì người ta có thể vừa thưởng thức món ăn mà vừa thưởng thức cái vị trí, cái địa điểm cũng như là cái cách trang trí của quán. Còn lại cái trang trí và decor của quán bạn thì sau khi mà quyết định thành lập cái nhà hàng món ăn Huế truyền thống thì chúng tôi cũng có đi khảo sát một số nhà hàng Huế nổi tiếng, cũng như là xem những cái trang trí mà của cung đình Huế khi xưa, và có một buổi họp mặt với kiến trúc sư thì là cũng nói lên cái ý tưởng của mình. Thì cũng may là cái anh kiến trúc sư này cũng là gốc Huế, và ảnh rất là ảnh cũng rất là có kinh nghiệm về trong cái lĩnh vực ẩm thực, trang trí nhà hàng, khách sạn. Cho nên là chúng tôi đã có được một cái nhà hàng Huế mà thật sự giống như là ý mong muốn. Và khi mà quán khai trương thì cũng nhận được sự ủng hộ, nhiệt tình của các thực khách. Và đó là chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thành công trong cái cách trang trí một cái nhà hàng, một cái không gian Huế. Còn cái cách lựa chọn hai món Huế đặc biệt, với món Huế đặc biệt, nhưng mà mình cũng muốn có nhiều món, nhưng mà món Huế có là 20 món đặc biệt, mình chọn như thế nào? Tại vì theo cái tiêu chí mà kinh doanh nhà hàng của gia đình thì chúng tôi chú trọng đến cái vấn đề là chất lượng hơn là số lượng. Cho nên cho dù cái thực đơn chỉ gồm có khoảng 20 món, nhưng mà chúng tôi muốn làm món nào thì phải thật sự ra món đó. Khi khách người ta thưởng thức cái món ăn thì người ta sẽ nhận là đây là món bánh bèo, đây là món bún bò Huế, chứ không phải là một cái sự pha trộn. Đó, cho nên cái thực đơn thì tuy rằng là chỉ có khoảng như vậy, khoảng 20 món, nhưng mà hy vọng rằng khi mà thực khách người ta thưởng thức thì người ta sẽ cảm thấy là vì sao, lý do tại sao mà chúng tôi chỉ làm vẫn vẹn có khoảng 20 món như vậy. Đó là đó là tiêu chí. Dạ. Rồi, ok. Còn cái gia vị mình nấu nó giống hoặc là nó original giống. Dạ, cái gia vị thì mình phải lấy từ những cái nguồn mà phải rặt là của truyền thống Huế. Ví dụ như cái món sườn nướng ruốc này thì nó cũng là đơn giản thôi nhé, trên thành phần nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm, nhưng mà cái ruốc mà mình để pha chế khi mà mình làm cái sườn nướng ruốc này thì phải là cái mắm ruốc của Huế. Để có thấy hai món này mới biết là cái này là bánh bèo. Thank you.
để vào đây. À, và mình dùng cái thìa bằng inox và mình dùng mình cắt nó ra. Dạ. Bởi vì nếu mà mình lấy nguyên một miếng to như này thì mình sẽ không ăn được và nó sẽ rớt. Đó, thì mình cắt và chia ra theo cái sở thích của mình, ví dụ như miếng to, miếng bé. Dạ. Cháy chón. Dạ. Và cắt ngang ra. Theo em thì em thích ăn bé bé để có thể dùng với nước chấm. Dạ, tạm thì ngay cái đây nè các bạn, để tập bên xì. Dạ, có thể là chia làm 4, chia làm 8 và em chia làm 9. Ok. Rồi. 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 Và dùng đũa gấp ớt. Ớt này đặc biệt là rất là cay. Dạ. Tuy rằng là màu vàng thôi nhưng mà còn cay hơn cái ớt nhỏ nhỏ ớt hiểm nữa. Thì chúng ta sẽ cho cái nước vào nước chấm. พริกนี้นะครับเป็นพริกที่เรียกว่าเผ็ดนะครับเห็น2ชิ้นนี่ขนาดนี้นะครับถือว่าเผ็ดมากนะครับซึ่งเป็นพริกพิเศษสั่งมาจากเมืองเฮ้ยเลยนะครับคุณผู้ชมใส่ไปในน้ำปลาแล้วที่มันเลยก็เทียมันจะมันรื้อเดียวกับน้ำจิ้มอะไรน้ำมันใช้น้ำปลาที่ปรุงพิเศษนะครับราดลงไปนะครับแล้วที่มันจะซุปมามันยุ่งtùy theo là muốn ăn nước mắm nhiều hay ít thì mình sẽ rưới vào. Đó và sau đó thì dùng. Hổm chín chín thôi. Ăn thử hấp. Em ăn thử. Ok. Còn gì à khách chín. Đó. Chúc mừng khách. Tôi thay mà lại ra nữa khách, sản phẩm bánh đèn. Và ra đi nữa khách. Khó tạc tạng khi nấm chim gì nữa khách. Nấm chim chờ.รสชาติเค็มของน้ำปลานะครับหวานน้ำตาลนิดๆนะครับมันมีกลิ่นโทษครับมันมีกลิ่นหอมของกุ้งนะครับแล้วมันหยุ่มเตยกองซ้อมนะครับใช้กุ้งสดต้มเตยให้ใช้กุ้งสดนะครับสับแล้วก็หมักเข้าไปในน้ำปลานี้ด้วยหอมมากคุณผู้ชมยิ่งถ้าทานกับต้มเหมือนที่จะรสจะยอมที่มันยุ่มไปจะรสจะยอมขออนุญาตชิมกับเรียกว่าหนังหมูแคบหมูนะครับแคบหมูคุณผู้ชมฮะแคบหมูนะครับเมื่อสักครู่นี้วางอยู่ข้างนอกนะครับก็นานเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่เขายังมีรสชาติความกรอบมันยองกรอบกรอบมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เหม็นหืนด้วยนะครับก็ในเป็นจีนเลยหมูหนึ่งยา tại vì nếu như mình để lâu qua đêm thì nó sẽ bị có mùi dầu, tại vì mình chiên bằng dầu mình rán trên bếp. Thì quan trọng đó là tôm hùm chiều, rồi có gung nữa ha, gọi là tôm nữa ha, gung thấy họ sử dụng gung sống, tức là phải lựa chọn từ thị trường nữa ha, lấy gung sống về, rồi mà làm thành cái cách làm khen khen, rồi có khi mà kêu thì sẽ có vị của gung, rồi có vị mềm mại của gung nữa ha. Quân Ngọc Hàn nói là.น้ำจิ้มหรือเนื้อจ้ำนะครับพิเศษมากๆนะครับคือมีการปรุงที่บอกว่าเป็นความลับแต่คุณกับหันได้บอกนิดนึงว่านอกจากใช้น้ำปลานะครับผสมกับน้ำตาลหรือว่ามีเกลือนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำนิดๆนะฮะเธอยังใส่เรียกว่าน้ำต้มกุ้งแล้วก็กุ้งสับเข้าไปด้วยแล้วก็คั้นออกมาได้แล้วนะครับซึ่งหอมมากคุณผู้ชมหอมจริงครับตรงเจ๊เทียบวุ้นมองไหนเพนหนึ่งมองไหนนะอันนี้ใช่เนี่ยน่าดับนี่แหละแค่จะนี่แหละแค่มองสูนุ่งรูปที่thịt sườn non mình cũng mua nhưng mà mình phải lựa cái sườn non nó mềm và khi mình nướng thì nó mau chín mà nó không bị khét thì gia vị thì gồm có xả ớt mình bầm ra bầm nhuyễn và một ít mè trắng dạ nhưng mà cái đặc biệt nhất của cái món sườn nướng ruốc như cái tên của nó là phải có ruốc và ruốc đó là ruốc đặc sản của Huế và mình sẽ pha một chút xíu vào trong cái gia vị khi mà mình ướp với cái sườn và sau đó thì mình sẽ nướng trên cái bếp than hồng và mình phải nướng đặc biệt là sao là mình phải nướng cho ở bên ngoài nó chỉ vàng thôi nhưng bên trong nó phải chín bởi vì nhiều khi thực khách người ta cắn cái miếng thịt vào người ta dùng mà người ta thấy bên trong nó còn đỏ mà nó chưa có chín thì là không được thành công dạ, cho nên cái bí quyết là mình phải lựa thịt non và thịt và phải chế biến lúc mà còn tươi chứ không có được đông lạnh dạ. Cho nên tất cả những cái thực phẩm ở đây là mình cũng phải mua và sử dụng một cách là kỹ lưỡng để cho cái thức ăn nó được ngon
างเช่นเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่พิเศษของร้านนี้ก็คือซี่โครงหมูย่างรุกนะครับรุกหรือน้ำกะปิน้ำเคยนะครับซึ่งการปรุงนี่นะครับปรุงพิเศษของร้านนี้แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นความลับยังไม่บอกนะครับแต่อาหารชนิดนี้นะครับคนชาวต่างชาติทานแล้วก็สามารถทานได้ทานร่วมกับไวน์ซึ่งมีทั้งไวน์ฝรั่งเศสไวน์อิตาลีไวน์ออสเตรเลียซึ่งต้องบอกว่าเข้ากันมากสำหรับร้านอาหารเฮ้ยอื่นๆนะครับเขาก็ทานอย่างนี้นะครับคงไม่ได้ดื่มกับไวน์แต่ร้านนี้เนี่ยได้ดัดแปลงเรียกว่าเครื่องปรุงทำให้สามารถทานกับไวน์ได้อร่อยมากเดี๋ยวผมลองชิมครับรสชาติของลวกนะครับหรือน้ำกะปิแทะเข้าไปในเนื้อหมูหอมรสชาติเค็มนิดๆแล้วก็แทรกความหวานด้วยนะครับกลิ่นหอมของตะไคร้นะครับเข้าที่เข้ากันมากกับนาข